Đây là bài 12 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của Hội quán Tam Thế. 第十二课. Hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mời vào. 请进. Đừng khách sáo. 不客气. Alo. 喂. Mai gặp lại. 明天见. Hôm nay thứ mấy? 今天星期几. Thứ ba. 星期二. Có đi ngân hàng hay không? 去不去银行. Về trường. 回学校. Có biết Thiên An Môn hay không? 知不知道天安门. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ thầy giáo Vương, nguyên văn là Vương giáo viên. Hoàng lão sư. Hoàng. Hoàng. Lão. Lão. Sư. Sư. Hoàng lão sư. Hoàng lão sư. Họ Vương. Hoàng. Hoàng. Giáo viên chỉ chung cho cả thầy giáo, cô giáo. Lão sư. Lão sư. Thầy giáo Vương. Hoàng lão sư. Hoàng lão sư. Thầy giáo Vương có bận hay không? Hoàng lão sư mắng bù mắng. Hoàng lão sư mắng bù mắng. Thầy giáo Vương có uống cà phê hay không? Hoàng lão sư hơ bù hơ cà phê. Hoàng lão sư hơ bù hơ cà phê. Thầy giáo Vương có đi bưu điện hay không? Hoàng lão sư chu bù chu yếu chú. Hoàng lão sư chu bù chu yếu chú. Thầy giáo Vương mai gặp lại. Hoàng lão sư mình thiên chiên. Hoàng lão sư mình thiên chiên. Bây giờ là cách nói từ đây là. Trở sư. Trở. Trở. Sư. Sư. Trở sư. Trở sư. Từ này trong khẩu ngữ còn được đọc thành. Trở sư. Trở. Trở. Sư. Sư. Đây sư. Đây sư. Thực tế, từ trở trong khẩu ngữ có nhiều trường hợp có thể đọc thành trở, nhưng không phải toàn bộ. Đây là thầy giáo Vương. Đây sư Hoàng lão sư. Đây sư Hoàng lão sư. Đây là thầy giáo Vương à? 这是王老师吗? 这是王老师吗? Đây có phải là thầy giáo Vương hay không? 这是不是王老师? 这是不是王老师? Bây giờ hãy nghe từ cha, ba, bố. Ba ba.
ba, 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 bố bạn, 你爸爸, 你爸爸, bố bạn uống cà phê hay không? 你爸爸喝不喝咖啡? 你爸爸喝不喝咖啡? Alo, ba, ba đang ở đâu? 喂,爸爸,你在哪儿? 喂,爸爸,你在哪儿? Ba, đây là thầy giáo Vương. 爸爸,这是王老师. 爸爸,这是王老师. Đây là ba mình. 这是我爸爸. 这是我爸爸. Thầy giáo Vương, đây là ba em. 王老师, 这是我爸爸. 王老师, 这是我爸爸. Ba, đây là thầy giáo Vương. 爸爸, 这是王老师. 爸爸, 这是王老师. Chào anh, với ý rất lịch sự. 您好, 您好. Bài học này đến đây là hết.